Tán Tu Chi Vương tập 39, Mỹ nữ cùng dã thú thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Vốn có thể cho rằng sẽ trở thành song linh căn tu sĩ nổi danh Thiên Huyền Đại Lục, kết quả lại thành tu sĩ có một linh căn rưỡi. Bất quá linh căn rưỡi cũng hơn nhiều đơn linh căn tu sĩ, có thêm nửa băng linh căn vẫn hơn không có, Ngụy Sách đành tự an ủi như thế. Bế quan 7 ngày, mọi thứ từ Cửu Đỉnh Trai và Kim Ngọc Các đều đã được đưa đến. Ngụy Sách thu nhận xong thì trả linh thạch, để Chu Tiếu Xuân và Chân Sùng Minh đi mua thêm yêu đơn thanh giáp trùng. Mua yêu đơn thanh giáp trùng của các hàng giải rác và của tán tu không những không bị các đại thế lực chú ý mà giá còn thấp hơn một chút, một viên bớt được viên hạ phẩm linh thạch, đối với số lượng Ngụy Sách sử dụng hiện tại thì trừ đi linh thạch phải trả cho hai người vẫn có lợi. Rồi gã đi vào gian phòng nuôi dưỡng Vệ Tâm Trùng. Lần này thoáng hơn hở vì Vệ Tâm Trùng đã lớn hơn hẳn. Gã vừa máy động tâm niệm, phía trước Vệ Tâm Trùng đột nhiên xuất hiện gợn sóng như nước. Thần thức xung kích, thiên phú dị năng đặc biệt của Vệ Tâm Trùng. Qua ngần ấy ngày Ngụy Sách nuôi dưỡng, Vệ Tâm Trùng sau cùng cũng trưởng thành đến mức có thể phát ra thần thức xung kích. Tuy thần thức xung kích này còn nhược tiểu, cổ không hạ dược cả tu sĩ thần hải cảnh nhất trọng nhưng đủ khiến gã mừng ra mặt. Thấy bồi yêu dịch còn đủ dùng ít nhất 40 ngày, Ngụy Sách vừa ý đi ra khỏi phòng, không vội đem số linh dược đủ cho 8 phần luyện thành bồi yêu dịch, mà về tĩnh thất lấy ra một viên kim linh đơn, nốt chừng rồi xếp bằng tu luyện. Hồi lâu sau, Ngụy Sách thở phào, mở bừng mắt, tỏ vẻ nghĩ ngợi. Tốc độ luyện hóa kim linh đơn trước đây mỗi ngày chừng 10 viên, đó cũng là tốc độ tu luyện cực hạn của gã. Nhưng biến thành tu sĩ có linh căn rưỡi thì gã cảm giác rõ ràng nếu cứ liên tục luyện hóa kim linh đơn khổ tu thế này, cực hạn mỗi ngày đại khái chừng 12 đến 13 viên. Tốc độ tu luyện cao hơn tu sĩ thông thường 2, 3 phần, đủ để khiến người khác cực kỳ ghen tị. Theo tính toán của gã, ít nhất cũng cần 500 viên kim linh đơn trở lên mới để thăng tu vi đến Chu Thiên cảnh tam trọng, lần bế quan này cần tới hơn 40 ngày. Luyện hóa Địa Hỏa Tiên Liên và Huyền Minh Tiên Liên, lấy mất của gã hơn tháng, tiếp theo chỉ tùy tiện bế quan cũng mất cả tháng trời. Đích xác tiên nhân có thần thông, tu luyện kề gì tuế nguyệt, tu sĩ tu luyện đích xác nhiều lúc khô khan vô vị, tiêu hao vô và năm tháng, tu vi càng cao, thời gian bế quan càng lâu. Nhan nhó một lúc, những ngày nối tiếp, Chư thỉnh thoảng vào căn phòng cạnh Địa Hỏa Lỗ vòng xem Vệ Tâm Trùng trưởng thành thế nào. Ra dặn Chu Tiếu Xuân cùng Chân Sùng Minh đi làm việc thì gã triệt để khổ tu quên ngày quên đêm. Lại thêm 8 ngày nữa qua đi, tối ngày thứ 8, Ngụy Sách vẫn bất động trong thạch thất như hóa thạch. Đột nhiên gã mở bừng mắt, nhíu mày đẩy cửa đi ra. Truyền tấn kim linh vang liền 3 lần, rõ ràng Hàn Vi Vi đến tìm. Tuy lần này bế quan, gần 2 tháng không gặp Hàn Vi Vi nhưng tu sĩ bế quan mấy tháng cũng không có gì lạ. Trước đó gã cũng nói rõ nếu không có việc gấp, nàng ta đừng đến tìm. Tin tức về Nam Cung Vũ Tinh hay tu sĩ họ Trần, dặn dò hai kẻ đầu óc đơn giản ở linh quả viên không ra ngoài. Ngụy Sách nhíu chặt chân này ra khỏi lam sắc quang cháo. Một thân ảnh xinh đẹp đứng ở ngoài, là Hàn Vi Vi vẫn mặc tà áo bạc. Nhìn rõ nàng ta, Ngụy Sách hơi ngẩn người. So với trước kia, Hàn Vi Vi trừ vẫn quyến rũ, tựa hồ có thêm khí tức băng tuyết cao quý, khí tức này tựa hồ phát ra từ nội tâm, không liên quan đến dung nhan. Điều đó khiến gã phải ngắm nhìn nàng ta kỹ hơn. "Ngụy Sách, ngươi định làm gì?" Thấy gã nhìn mình, nhất là một quang cơ hồ quét qua một số chỗ, Hàn Vi Vi tức thì đỏ mặt. Kỳ quái, không có gì khác, chỗ đó cũng không to hơn chút nào cả. Ngụy Sách không nhận ra điều gì, thầm lấy làm lạ rồi hỏi, sao ngươi lại đến tìm ta, có việc gì gấp hả? Nghe Ngụy Sách nói vậy, Hàn Vi Vi nhớ ra mục đích, móc nô thú lại ra rồi bĩu môi, Ngụy Sách, Vệ Tâm Trùng của ngươi thế nào rồi, mau xem giúp sao Vệ Tâm Trùng của ta lại hữu khí vô lực, sắp chết đến nơi. Hữu khí vô lực, sắp chết hả? Ngụy Sách thập phần kinh ngạc thấy Hàn Vi Vi lấy Vệ Tâm Trùng khỏi nô thú đại, gã lập tức nhíu chặt chân mày. Còn Vệ Tâm Trùng bị Hàn Vi Vi vẽ vời đủ thứ này, so với lần trước tựa hồ lo lớn hơn tí nào, nằm mềm oặt thoi thóp, không động đậy nổi nữa. Từ lúc nào con Vệ Tâm Trùng này trở thành thế này? Ngụy Sách quan sát kỹ con Vệ Tâm Trùng nhưng không tìm ra manh mối. Chừng mấy hôm trước thì trở nên yếu ớt thế này. Hàn Vi Vi méo sạch mặt mày, 2 hôm trước thì không được nữa, ta thấy nó không qua được 2 hôm nữa nên mới đến tìm ngươi. Ngụy Sách trầm ngâm một rồi hỏi Hàn Vi Vi, ngươi có cho nó ăn gì không? Không, Hàn Vi Vi tỏ vẻ vô tội, ta không cho nó ăn gì hết. Ngụy Sách gật đầu, đột nhiên tròn mắt ré lên với vẻ không dám tin, Hàn Vi Vi, ngươi nói là chưa từng cho nó ăn gì? Đúng, Hàn Vi Vi gật đầu. Nhĩ muội yêu, Ngụy Sách thiếu chút nữa ngất xỉu, đại thư, cố ý đùa ta hả? Có phải ngươi thích ngược đãi chứ không phải nuôi dưỡng yêu thú? Tu sĩ chúng ta cũng phải đạt thần hải cảnh mới có thể tịch cốc, còn phải dựa vào linh thạch và đơn dược. Ngươi có Vệ Tâm Trùng thì định thử xem nó có chết đói không hả? Ý ngươi là nó đói? Hàn Vi Vi lúc đó mới nhận ra, ngần người hỏi, cái gì mà đói? Phải là ngươi để nó sắp chết đói rồi. Ngụy Sách nghĩ đến con Vệ Tâm Trùng của Hàn Vi Vi vốn uy mãnh nhất thì lại muốn thổ huyết. Lấy đâu ra cho nó ăn, ta vẫn bế quan tu luyện, không ngờ đến điểm này, Hàn Vi Vi ngượng ngùng. Vệ Tâm Trùng hút não tùy yếu thú để lấy linh khí, Ngụy Sách bảo, đương nhiên nên cho nó ăn não tùy yếu thú, chỉ cần không cho nó ăn kịch độc là được. Hóa ra thế hả? Hàn Vi Vi hớn hở, cho Vệ Tâm Trùng vào nô thú đại rồi quay đi. Không phải chứ, hung tàn vậy hả? Ngụy Sách há hốc miệng, gã tuy hiểu rõ như thế nhưng cho rằng Vệ Tâm Trùng hút não tủy thật sự ghê rợn nên đành tính sẽ bảo Hàn Vi Vi kiếm chút hoàng nguyên tinh cho con Vệ Tâm Trùng đáng thương này bổ, không ngờ tiểu cô nương nõn nà như Hàn Vi Vi lại cực kỳ hưng phấn định đi làm việc ghê rợn đó. Bất quá Ngụy Sách không hiểu tâm lý nữ hài tử, bình thường mà thấy cá ơn tôm chết nhầy nhầy, nữ hài tử khẳng định sẽ ghê tởm, nhưng nếu mèo con họ nuôi ăn những thứ đó thì họ lại không thấy ghê tởm con mèo. Chân bảo các mỗi ngày mua không ít yêu thú, thuận tiện hút một chút não tùy yêu thú vốn vô dụng thì đối với Hàn Vi Vi thật sự quá dễ dàng. Đúng rồi, Hàn Vi Vi chưa kịp quay đi, còn hớn ha hớn hở, đột nhiên nghĩ ra gì đó, vỗ vỗ chán, có việc mà thiếu chút nữa ta quên mất, không phải ngươi đang bế quan hả, xong chưa? Ngụy Sách ấm ức liếc nàng ta, chưa, bị người cắt ngang. Đừng nhỏ nhen thế chứ, giải quyết xong việc Vệ Tâm Trùng, Hàn Vi Vi hớn hởn bĩu môi, mỉm cười đắc ý, ta có đồ tốt cho ngươi. Đồ tốt gì? Ngụy Sách ngẩn người. Hàn Vi Vi không đáp, lấy một vật ra khỏi nạp bảo nàng. Huyền Minh Tiên Liên. Ngụy Sách tròn mắt với vẻ không dám tin, kinh hô một tiếng. Hàn Vi Vi đưa cho gã chẵn ba cánh Huyền Minh Tiên Liên. Xem ra ngươi còn có chút nhãn quang. Phản ứng của gã khiến Hàn Vi Vi thập phần mãn ý, lắc lắc ba cánh Huyền Minh Tiên Liên trước mắt gã. Thế nào, đồ tốt chứ nhỉ? Có kém hơn Tử Hồ Hoa ngươi cho ta không? Sao ngươi lại có Huyền Minh Tiên Liên? Ngụy Sách chật vật lắm mới định thần lại, kinh hỉ tột bậc hỏi. Hai cánh Huyền Minh Tiên Liên trước khiến gã tu thành bán linh căn, có thêm ba cánh nữa thì tu thành băng linh căn chân chính sẽ không còn bất kỳ vấn đề gì nữa. Ngươi đừng hỏi sao ta lại đến, muốn có thì mau cho ta biết sao ngươi lại đột nhiên đột phá nhất giai tu vi. Nhắc đến chuyện này, Hàn Vi Vi cảm giác càng nhìn gã càng kỳ quái, tựa hồ cách 2 tháng không gặp, Ngụy Sách hiện tại có thêm tiên linh khí tức khó tả bằng lời. Được, cho ngươi biết, để lấy Tử Hồ Hoa cho ngươi, ta đi di thiên cốc, kết quả gặp phải mấy kẻ lợi hại, phải uống một viên hợp hư đơn, đương nhiên sẽ đột nhiên cao thêm nhất giai tu vi. Ngụy Sách giải thích nhanh rồi hỏi, đến lượt ngươi cho ta biết lấy được Huyền Minh Tiên Liên từ đâu chứ nhỉ? Ngươi vì ta mà đến Di Thiên Cốc. Ngụy Sách giải thích nhanh vì không muốn lằng nhằng nhiều với Hàn Vi Vi, gã biết người hiếu kỳ như nàng ta mà không biết đáp án khẳng định sẽ nghĩ cách làm phiền. Trước đây gã được nếm mùi tính cố chấp của nàng ta, chỉ không ngờ là lần này Hàn Vi Vi lập tức yên tĩnh, bất động nhìn gã. Ánh mắt Hàn Vi Vi yên tĩnh lại khiến Ngụy Sách không chịu nổi, xua tay nói, dù gì ngươi cũng theo ta đi giết yêu thú mới uống hợp hư đơn, Tử Hồ Hoa coi như ta nợ ngươi. Sao ngươi đến Di Thiên Cốc mà không gọi ta? Ngươi đã bảo có việc kiếm linh thạch nhất định gọi ta mà. Hàn Vi Vi nhìn gã với ánh mắt phức tạp, ta hỏi ngươi có đi Di Thiên Cốc không, ngươi bảo ta là không đi. Bắt ta phải nói rõ ra làm gì, mang ngươi đi chỉ tổ nặng gánh đấy hiểu chưa? Ta là gánh nặng mà ngươi còn hái Tử Hồ Hoa cho ta. Hàn Vi Vi hỏi Ngụy Sách, làm thế nào bây giờ, ngươi cũng uống một viên hợp hư đơn. Ngụy Sách đáp, chuyện đó ngươi không cần lo, ta hiền lành nên không chỉ hái được một nhánh Tử Hồ Hoa, bấy qua lần này ta đã luyện hóa Tử Hồ Hoa, mọi việc không thành vấn đề. Nếu ngươi lo cho ta thì đừng để ai biết ta hái được Từ Hồ Hoa, tại Di Thiên Cốc ta trêu vào mấy kẻ tạm thời không nên chạm tới, nếu chúng phát hiện thì ta ra khỏi thành là sẽ chặt làm 4 khúc, một vứt ở thành Đông, một tại thành Nam, còn lại vứt ở thành Nam thành Bắc. Nghe gã nói vậy, Hàn Vi Vi phì cười. Ngươi, lão lưu manh Ngụy Sách, bật cười rồi đột nhiên gõ ngón tay vào trán Ngụy Sách, nàng ta nghiêm túc nói, từ hôm nay, ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta. Ngụy Sách, ngươi có bệnh hả, ngươi mà cũng có tiểu đệ đệ, hay huynh đệ? Hàn Vi Vi liếc gã rồi uy hiếp, cho ngươi biết, hiện tại ta là băng linh can tu sĩ Chu Thiên Cảnh, lần sau còn dám bảo ta là gánh nặng, dám lừa gạt ta, có việc kiếm linh thạch mà không gọi thì ta không tha cho ngươi. Ngụy Sách ngẩn người, nhìn ba cánh Huyền Minh Băng Liên trong tay nàng ta, ngươi luyện hóa Huyền Minh Băng Liên, tu thành băng linh căn. Ngươi tưởng ta ngủ một giấc dậy thì biến thành băng linh căn chắc? Hàn Vi Vi hừ lạnh một tiếng, đưa Huyền Minh Băng Liên cho gã, bất quá đã có người biết ngươi cho ta Từ Hồ Hoa. Ngụy Sách kêu lên thê thảm, đại thư, không phải ngươi nói là giữ lời sao? Mới đồng ý với ta được mấy ngày là cho người khác biết rồi. Làm thế nào được? Hàn Vi Vi mỉm cười, ta không nói mà sư thư nhận ra. Ngụy Sách ngẩn người, sư thư của ngươi, Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ Cơ Nhã. Thừa hơi, ta chỉ có một sư thư, không phải thì còn ai nữa? Hàn Vi Vi thấy gã ngẩn ra thì hung hăng mắng, cho ngươi biết đừng có thèm muốn sư thư, cả trong ý nghĩ cũng không được. Vớ vẩn, ta còn chưa gặp mặt thì thèm với muốn cái gì? Ngụy Sách giờ khóc giờ cười hỏi, ngươi đã gặp sư thư, nàng ta sẽ không nói linh tinh ra chứ? Hàn Vi Vi khinh thị liếc gã. Ngươi yên tâm đi, người khác muốn nói chuyện với sư thư một câu cũng khó, sư thư sẽ cho ai biết, còn nữa, Huyền Minh Băng Liên là sư thư bảo ta cho ngươi. Nàng ta cho ngươi? Ngụy Sách ngẩn ra, trở nên lạ lùng, ngươi luyện hóa mấy cánh Huyền Minh Băng Liên, mới tu thành băng linh căn. 2 cánh, Hàn Vi Vi đắc ý nhìn gã, ném cho một bạch ngọc đơn bình, trong đó là băng linh đơn do sư thư luyện chế, có thể phát huy tốt nhất công hiệu Huyền Minh Băng Liên, sư thư muốn gặp ngươi, lúc nào rồi thì bảo ta đưa đi gặp. Sư thư ngươi muốn gặp ta? Ngụy Sách cầm Huyền Minh Băng Liên, đồng thời lấy cả bạch ngọc đơn bình, càng trở lên lạ lùng, cười ha hả ra chiều kích động. Ngụy Sách, nghiêm túc chút được không? Ta mới bảo là sư thư muốn gặp mặt mà ngươi đã kích động thế hả? Hàn Vi Vi tắt tiếng trước dáng vẻ gã. Ta kích động? Ngụy Sách nhất thời không rõ nói gì cùng Hàn Vi Vi nữa. Cơ Nhã, Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ mà muôn nghìn tu sĩ muốn thấy dung nhân nhưng tuyệt đại đa số chưa thấy. Đối tượng song tu mà không rõ bao nhiêu tu sĩ mơ mộng. Hiện tại Ngụy Sách cơ hồ chắc 8 phần 10, tuyệt thế mỹ nữ gã gặp trong Di Thiên Cốc là sư thư của Hàn Vi Vi. Huyền Minh Tiên Liên là thiên cấp linh dược, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, thế lực lớn đến đâu cũng không thể muốn là có, gã coi như đã hỏi ra. Cơ Nhã cho Hàn Vi Vi nhánh Huyền Minh Tiên Liên gồm 5 cánh. Bạn đang xem Tán Tu Chi Vương được đọc tại kênh YouTube Recap Phim. Huyền Minh Tiên Liên vốn gồm 7 cánh, Hàn Vi Vi có 5 cánh, 2 cánh còn lại trong tay gã, càng khiến gã chắc chắn là những lời đối thoại giữa nữ tu đó với Hắc Bảo tu sĩ. Trừ Cơ Nhã ra, còn ai có được khí chất trời sinh băng tuyết cao quý và dung nhan kinh nhân như thế? Tu sĩ ở Linh Nhạc Thành muốn cũng không thấy Cơ Nhã, gã lại nhìn sạch bách, không chỉ nhìn từng bộ phận trên người, nhìn rất lâu, mà còn sờ vào chỗ đó nữa. Hiện tại hồi tưởng lại, Ngụy Sách thậm chí còn cảm giác được sự mềm mại và đàn hồi tuyệt diệu đó. Gã đã nhìn sạch bách sư thư nàng ta, còn sờ mó nữa, hiện tại Cơ Nhã còn muốn gặp mặt, khiến gã nhất thời không biết nên làm gì. Nếu gặp mà bị nhận ra thì sẽ ngượng ngùng thế nào? Ngụy Sách càng nghĩ càng nhức óc, gã không phải hạn tu sĩ tự cho mình là tốt, lúc nào cũng tưởng mình tỏa sáng, ngọc thụ lâm phong, cho rằng Cơ Nhã bị nhìn hết rồi thì buộc phải lấy mình. Nếu gã là kim đơn kỳ tu sĩ thì còn có khả năng. Cao thủ kim đơn kỳ thì trong tu đạo dưới Thiên Huyền Đại Lục có không ít nữ tu bám giết mong được hoàn hảo. Dù không có lợi ích gì thì mang chiêu bài kim đơn tu sĩ ra cũng đủ khiến tuyệt đại đa số tu sĩ e dè. Tu đạo giới nói cho cùng, quan trọng nhất là tu vi và thực lực. Ngụy Sách xoay chuyển ý niệm, bất giác cảm khái. Thật ra là sao? Ngụy Sách nhất thời lóe lên vô số ý niệm trong đầu, lại thấy việc này quá bất ngờ, mình cũng quá đặc biệt. Ngay cả Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ cũng bị gã nhìn sạch bách, bị sờ mò. Hàn Vi Vi không rõ gã nghĩ gì, chỉ muốn cho một cước, liền hung hãn hỏi. Đợi ta bế quan xong rồi tính. Ngụy Sách nghĩ một chốc rồi đáp. Thật ra cần gặp mặt Cơ Nhã thế nào, gã cho rằng mình cần tính toán. Được thôi, Hàn Vi Vi ngoẹo đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi, lần này chuẩn bị bế quan bao lâu? Ít nhất cũng 2-3 tháng. Ngụy Sách hơi trầm ngâm, hiện tại 3 cánh Huyền Minh Tiên Liên là niềm vui bất ngờ tột bậc, chỉ cần 2 cánh nữa là có thể ngưng thành băng linh căn chân chính. Với tốc độ luyện hóa trước kia, tu thành băng linh căn chân chính mất 7 ngày, hơn 40 ngày sau để đột phá đến Chu Thiên cảnh tam trọng, tốn mất gần 2 tháng rồi, tiếp đó gã phải luyện Bổ Thiên Đơn tu luyện, 3 tháng là nhanh nhất rồi. Ngươi muốn tu thành Chu Thiên cảnh tam trọng? Hàn Vi Vi kêu lên. Chà chà, xem ra lần này ngươi vào Di Thiên Cốc thu hoạch không tệ. Đúng rồi, thuận tiện bán giúp ta chút pháp khí. Hàn Vi Vi nói vậy, Ngụy Sách đột nhiên phản ứng kịp, vội hỏi, Chân Bảo các chắc có cách giữ bí mật về pháp khí bán ra chứ nhỉ? Xem ra thu hoạch cũng khá. Hàn Vi Vi gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề, ta nhiều dư thư xử lý là được. Ngươi định bán pháp khí gì? Ngụy Sách lấy một nạp bảo năng đưa cho, Hàn Vi Vi hớn hở đón lấy, kết quả thần thức mới quét qua, sắc mặt nàng ta nhợt đi. Ngụy Sách, thật ra ngươi giết bao nhiêu người để cướp đường ngân này? Phần lớn đều là kẻ khác giết người cướp của, ta thuận tay lấy được. Ngụy Sách liếc nàng ta, không vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Hàn Vi Vi tim đập loạn xạ một hồi, không tranh cãi với gã nữa. Nàng ta biết rõ Di Thiên Cốc là nơi thế nào, mà trong nạp bảo nàng gã đưa cho lại có tới hơn 20 món pháp khí phòng ngự bán linh giai, ngoài ra là 10 mấy món pháp khí tiến công bán linh giai. Số lượng kinh nhân đó càng khiến nàng ta tưởng tượng được trong mấy ngày Di Thiên Cốc không bị phong tỏa, đối diện với phổ thông tu sĩ trong đó là những gì. Huống lúc vào gã chỉ có tu vi Chu Thiên cảnh nhất trọng, tuy Ngụy Sách nói là nợ nhưng nàng ta biết tu sĩ tầm thường dù nợ nhiều hơn cũng không bao giờ mạo hiểm vào Di Thiên Cốc, nhất là gã vốn nhát gan. Nghĩ thế, Hàn Vi Vi chợt dấy lên cảm giác khôn tả. Ngụy Sách lại hừ lạnh một tiếng, ngươi xem trong đó có gì thì ta để cho ngươi xem, ta không nói thì ngươi cũng sẽ tìm cách xem thôi mà, chỉ là những thứ này tạm thời không thể công khai, muốn dùng cũng nên bảo sư thư ngươi xử lý giúp, đừng để người ta nhận ra. Còn nữa, đừng tưởng tu thành băng linh căn là ghê gớm lắm, ra khỏi thành cũng chỉ tổ ủng mạng. Tu vi như ngươi thì ta thấy nên bế quan, bằng không sau này đưa ngươi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân ta. Ngụy Sách, nhớ là đã đồng ý với ta rồi nhé. Trước đi cho con vệ tâm trùng gần chết đói ăn no, và xử lý những thứ Ngụy Sách nhất thời khó mang đi bán. Hàn Vi Vi cố ý dừng lại, nhen anh múa vuốt bảo gã, lần tới mà ngươi dám gạt ta, có việc kiếm nhiều linh thạch mà bỏ rơi ta thì ta không tha cho ngươi. Có bệnh. Ngụy Sách trợn tròng trắng nhìn theo bóng dáng lung linh của Hàn Vi Vi, thầm nhủ, cả đệ đệ đô cũng không có mà đòi huynh đệ, ta đồng ý với ngươi lúc nào? Hắc hắc. Về đến tĩnh thất, nhìn 3 cánh Huyền Minh Tiên Liên, Ngụy Sách như đang nằm mơ. Không ngờ nữ tu bị gã nhìn hết rồi còn sờ mó lại là Cơ Nhã, được rất nhiều danh môn thiếu chủ muốn gặp mặt mà vẫn vô duyên. Gã nói ra chắc cũng không ai tin. Ngọc thể của Cơ Nhã, hiện tại Ngụy Sách hồi tưởng lại, còn thấy rõ ràng từng bộ phận, bất giác máu nóng lại sôi. Một lúc sau gã nhanh chóng bình tĩnh lại, từ lúc 13 tuổi đã lăn lộn kiếm sống trong Linh Nhạc Thành nên gã hiểu rõ, tại tu đạo giới thực lực và tu vi là tất cả, việc quan trọng nhất hiện giờ là để thực lực và tu vi. Ai biết được việc gã giết 2 đệ tử tinh anh đại tông môn và đoạt Địa Hỏa Tiên Liên khỏi tay họ sẽ bị tiết lộ. Nếu đã tới tu vi phân niệm kỳ tam trọng trở lên, gã không cần e dè như bây giờ nữa. Nghe lời Cơ Nhã nói với hắc bảo tu sĩ hôm đó, Chân Bảo Các tựa hồ bị thế lực nào đó uy hiếp, liên hệ hết mọi việc lại. Ngụy Sách hiểu được dụng ý Cơ Nhã tặng 3 cánh Huyền Minh Tiên Liên và muốn gặp mặt gã. Với gia tình hiện tại cùng Hàn Vi Vi, nếu nàng ta có chuyện gì, gã quả thật không thể xuôi tay. Trầm tĩnh lại, Ngụy Sách mở lọ ngọc mà Hàn Vi Vi đưa cho. Trong đó có 3 viên bạch sắc đơn dược thoang thoảng băng linh khí tức nằm tĩnh lặng. Tuy Hàn Vi Vi sơ ý không cho Ngụy Sách biết cụ thể nhưng số lượng đơn dược cho gã biết cứ 1 viên băng linh đi cùng 1 cánh Huyền Minh Tiên Liên. Lấy 1 viên băng linh đơn nuốt chừng, Ngụy Sách lại đặt 1 cánh Huyền Minh Tiên Liên vào miệng, nhai rồi nuốt. Đoạn gã ngồi xuống bất động khổ tu. Tiếp đó chỗ ở thiên cấp của gã lại chìm vào tĩnh lặng. Mấy ngày say, gã không rời chỗ ở thiên cấp nửa bước, cách mấy ngày, đến tối là lại có 1 cái chậu ngọc xanh từ chỗ gã ở trôi chậm ở độ cao hơn 1 thước, ra tận linh tiền phía ngoài. Trong chậu ngọc đặt số linh thạch đủ cho thủ lao 10 mấy ngày của Chu Tiếu Xuân cùng Chân Sùng Minh, cùng những việc cả hai phải làm. Nhìn cách gì thì chậu ngọc đựng linh thạch cũng giản đơn tột bậc, không phải pháp khí gì hết, dù là pháp khí, linh điền cách tĩnh thất của Ngụy Sách ít nhất cũng hơn 100 trượng, cao thủ phân niệm kỳ cũng không thể cách mấy tầng nhà mà vô thanh vô tức khống chế chậu ngọc trôi trên không xa đến thế. Cả hai vốn không tài nào hiểu nổi, càng cho rằng đại ca lợi hại, càng khâm phục Ngụy Sách. Gã bế quan lần này khá lâu với cả hai, bất tri bất giác hơn 40 ngày trôi qua, nhưng Ngụy Sách còn đang bế quan lại cực kỳ kinh hỉ. Vì lần tu luyện này, tốc độ cao hơn gã dự kiến. Mới luyện hóa Huyền Minh Băng Liên, Ngụy Sách tự phát hiện thể chất bán băng linh căn cùng với băng linh đơn của Cơ Nhã khiến tốc độ luyện hóa nhanh gấp mấy lần. Tuy tồn tại hỏa linh căn thể chất làm giảm dược lực của Huyền Minh Băng Liên nhưng chỉ mất 3 ngày, luyện hóa 2 cánh Huyền Minh Băng Liên thì gã hình thành băng linh căn chân chính. Toàn lực vận chuyển chân nguyên thì đồng thời xuất hiện hư ảnh của cả hỏa linh căn và băng linh căn dị, trở thành song linh căn tu sĩ hiếm có của Thiên Huyền Đại Lục. Tiếp đó quá trình bế quan đột phá tu vi Chu Thiên cảnh tam trọng, tu vi tiến cảnh khiến Ngụy Sách hoan hỉ dị thường. Song linh căn thể chất lập tức thể hiện thiên phú, phổ thông tu sĩ dù tu luyện địa cấp đê giai công pháp, tu vi Chu Thiên cảnh lưỡng trọng 1 ngày chỉ luyện hóa được cực hạn là 10 viên Kim Linh Đơn, còn cực hạn của gã lại đạt đến 13 viên, tốc độ tu luyện hiện tại của gã cao hơn 3 thành so với tu sĩ bình thường. Càng khiến gã kinh hỉ là chỉ mất 1 tháng, luyện hóa 390 viên Kim Linh Đơn, gã thành công mở được thần hải thứ 8, đột phá đến Chu Thiên cảnh đệ tam trọng. Kim Linh Đơn chuẩn bị sẵn vẫn còn hơn 150 viên. Sau lốt gã cảm giác được xuất hiện tình hình bất ngờ này không phải vì tổng lượng linh khí để đột phá đến Chu Thiên cảnh đệ tam trọng ít hơn mà vì luyện hóa Địa Hỏa Tiên Liên và Huyền Minh Tiên Liên vốn có sẵn linh khí kinh nhân, ngoài ra còn nhờ vào song đầu khuyển đã cải thiện thể chất và hòa từ hồ hoa tẩy tùy cho gã nã. Song linh căn và Chu Thiên cảnh tam trọng cộng lại đã thành công sớm hơn dự tính 10 ngày, đến 6 ngày sau đó, Ngụy Sách trừ luyện chế 2 phần bồi yêu dịch nuôi dưỡng Vệ Tâm Trùng thì lại quên ngày quên đêm luyện chế Bổ Thiên Đơn. Hiện tại Ngụy Sách luyện chế Bổ Thiên Đơn đã thập phần thuần thục, không chỉ luyện chế được mạch mình mà xác suất thành công khá cao, gần 7 thành, 7 ngày nay gã đã gom được gần 100 viên Bổ Thiên Đơn. Thử luyện hóa 1 viên Bổ Thiên Đơn, gã phát hiện thể chất song linh căn có tốc độ luyện hóa nhanh hơn nhiều, chỉ là không thể tăng thêm gì đối với dược lực Bổ Thiên Đơn, không can hệ đến bao nhiêu linh dược luyện hóa lúc trước mở được thần hải. Muốn để thăng Tử Huyền Chân Quyết thành địa cấp trung giai, 500 viên Bổ Thiên Đơn khẳng định không thể thiếu. Gom đủ 500 viên Bổ Thiên Đơn, Ngụy Sách mất gần 30 ngày. Vốn gã định nén lòng để thăng Tử Huyền Chân Quyết đến địa cấp trung giai sẽ kết thúc bế quan. Ngâm trong buổi yêu dịch chung, mỗi ngày đốt của gã rất nhiều linh thạch, Vệ Tâm Trùng đã có dấu hiệu tiến giai, thêm 30 ngày nữa uy lực của nó khẳng định lại cao thêm 1 bậc. Thật ra mỗi lần đưa chậu ngọc là gã sai Vệ Tâm Trùng đưa ra. Địa cấp trung giai công pháp, tu vi Chu Thiên cảnh tam trọng, chân nguyên còn hơn cả tu sĩ Chu Thiên cảnh tứ trọng tu luyện huyền giai công pháp, cộng thêm những gì có trong tay, dù gặp tu sĩ như bọn Phong lão quái thì gã cũng có thể đấu một trận, không đến nỗi bất lực như lúc ở Di Thiên Cốc. Nhưng lúc đó xảy ra một việc buộc gã phải dừng bế quan, ra khỏi tĩnh thất. Gã đột nhiên cảm thụ được linh khí trong linh quả viên biến hóa kịch liệt, tựa hồ có tu sĩ từ tu vi thần hải cảnh ngũ trọng đột phá đến Chu Thiên cảnh, 6 thần hải nối thành Chu Thiên, chân nguyên quán thông sinh ra. Gã lập tức tắt tiếng vì mấy hôm nay có đủ linh thạch cung ứng, trước tiếu đột phá được cửa ải thần hải ngũ trọng trở thành tu sĩ Chu Thiên cảnh nhất trọng, dùng vọng khí thuật nhìn ra, gã cũng phát hiện Chân Sùng Minh tựa hồ đã đạt tới thần hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ, ít ngày nữa sẽ có khả năng xung kích Chu Thiên cảnh. Thấy Chu Tiếu Xuân cười cao hứng, đồng thời liên tục vỗ mông ngựa, Ngụy Sách chợt nghĩ đây có phải là câu tu đạo giới vẫn nói thánh nhân đãi kẽ khủ khờ sao? Vì bị cắt ngang, Ngụy Sách hơi trầm ngâm rồi quyết định ra ngoài hóng gió, thuận tiện xem tu vi của Hàn Vi Vi tiến bộ gì không. Chốc sau, gã liên tục đắc truyền tấn kim tuyến 3 lần mà Hàn Vi Vi không ra, thử dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phủ nhưng đứng ở sơn đạo yên tĩnh chờ đợi rất lâu mà không thấy bóng Nam Cung Vũ Tinh. Đứng trên sơn đạo ủ rũ đi đi lại lại, Ngụy Sách không rõ là Hàn Vi Vi lúc này không ở Linh Nhạc Thành. Thành trì nàng ta đang có mặt xây dựng trên 7 ngọn núi, các công trình kiến trúc từ lưng núi đến đỉnh nối nhau, giữa các lưng núi có những cây cầu đá trắng dài kinh nhân kết nối lại, khí thế thập phần hùng vĩ, quy mô thành trì chừng gấp đôi Linh Nhạc Thành. Ngọn phía đông trong 7 ngọn núi thấp hơn, nhưng diện tích rộng nhất, có một sơn cốc lục quang liễu nhiễu, không nhận ra hư thực. Trên ngọn cao nhất trong 7 đỉnh núi, Bạch vụ liễu nhiễu, thấp thoáng có bóng khả kiến linh thú tiên hạc, thanh điểu bay lượn, sừng sững cung điện nguy nga. Đỉnh núi này và 6 đỉnh kia chỉ có một cây cầu rộng nối nhau, bình thường không có ai đi, hiển nhiên không cho phép tu sĩ tùy ý đi qua. Hai đầu rực ngân quang, có cấm chế và tu sĩ trấn thủ. Trên tấm bài ở trước cầu đều có hai đại tự, Tụ Tinh, Sơn môn Tụ Tinh Tông. Hàn Vi Vi đến Thất Tinh Thành vốn cách Linh Nhạc Thành không gần tí nào. Nàng ta đứng trên đỉnh núi ở cực nam Thất Tinh Thành, không mặc ngân sắc pháp y như bình thường mà mặc cung trang vàng nhạt, mặt che sa mỏng, đi trên đường như người đi dạo. Ánh mắt nàng ta thỉnh thoảng lại quét qua một tu sĩ gầy khô thân mặc áp bào xám, đội nón rộng vành. Tựa hồ nàng ta ngầm đi theo tu sĩ này từ Linh Nhạc Thành đến tận Thất Tinh Thành. Nhưng đột nhiên bên phải có một đôi nam nữ đi qua khiến ánh mắt nàng ta hút theo, ánh lên nét ngạc nhiên cùng cực. Diễm lệ nữ tu cao giáo đó lại là Nam Cung Vũ Tinh, còn nam tu cũng là người nàng ta quen, Kim Thiếu Cung thiếu chủ Lý Hồng Lân. Ngoái lại thì Hàn Vi Vi ảo não tột bậc, chỉ trong tích tắc đó, tu sĩ gầy khô nàng ta bám theo không rõ đã đi đâu mất. Thất Tinh Thành là thành lớn thứ hai trong mấy vạn dặm cực nam Thiên Huyền Đại Lục, quy mô gấp đôi Lạc Nguyệt Thành và Linh Nhạc Thành. Ngôi thành lớn nhất cực nam Thiên Huyền Đại Lục là Thiên Cơ Thành, vị trí đối góc với Linh Nhạc Thành, cách Linh Nhạc Thành xa nhất, quy mô gấp chừng 4 lần. Thất Tinh Thành tọa lạc ở sườn 7 ngọn núi, trong thành hạn chế phi độn, nên ngoài thành thường thấy quang hoa các màu lóe lên, tu sĩ độn quang đến dưới chân một ngọn núi, đáp xuống rồi thành. Cảnh tượng này náo nhiệt hơn Linh Nhạc Thành nhiều. Hơn nữa số lượng tu sĩ định cư tại Thất Tinh Thành cũng nhiều hơn vài lần nên trong Thất Tinh Thành có rất nhiều truyền tống pháp trận, linh quang lóe lên liên hồi, tu sĩ ra vào Thất Tinh Thành liên tục. Đệ tử Tụ Tinh Tông trông coi pháp trận đã quá quen với tu sĩ Chu Thiên Cảnh trở lên xuất hiện ở đây. Ngụy Sách bị Chu Tiếu Xuân cắt ngang bế quan, tìm Hàn Vi Vi không gặp, còn Hàn Vi Vi lại thấy Nam Cung Vũ Tinh và Lý Hồng Lân đi cùng nhau tại Thất Tinh Thành. Hơn 20 ngày sau, mới sáng sớm thì ở truyền tống trận tại đỉnh núi cực nam Thất Tinh Thành lóe linh quang, hai tu sĩ bước ra. Cả hai đều rất trẻ, nữ mặc ngân sắc pháp y, thân thể uyển chuyển, cực kỳ quyến rũ, nam không có gì đặc biệt, mặc áo vải bố xanh tầm thường, chỉ là hai đệ tử Tụ Tinh Tông trông coi pháp trận kinh ngạc vì trên mình nữ tu và nam tu tựa hồ đều có khinh linh khí tức mà tu sĩ thông thường không có. Nữ tu quyến rũ đã đành, nhưng nam tu mặc thanh y bình thường, đi ra khỏi pháp trận thì dáng vẻ như người nhà quê ra thành thị. Nam tu trẻ tuổi trông rất tệ hại này là Ngụy Sách, trước đây vì không đủ linh thạch nên không trả nổi phí dụng cho truyền tống pháp trận. Trừ Linh Nhạc Thành, gã chưa từng đến bất kỳ ngôi tu sĩ chi thành nào. Hiện tại ra khỏi pháp trận, đột nhiên thấy Thất Tinh Thành khí thế bất phàm, quy mô gấp đôi Linh Nhạc Thành thì đương nhiên mở to mắt nhìn quanh. Gã liếc nhìn sơn môn Tụ Tinh Tông và sơn môn Đông Giao Thắng Địa trong sơn cốc lục quang liễu nhiễu ở mé nam. Gã nhớ rõ Hà Thác đối cùng Phong lão quái liên thủ ám toán bọn Mặc lão quái và Kim Bà Bà ở Di Thiên Cốc là trưởng lão của Tụ Tinh Tông. Nhìn ngọn núi đầy điện vũ ánh bạc, tiên khí liễu nhiễu này, xem ra đúng như lời đồn, thực lực Tụ Tinh Tông đích xác còn hơn Thiên Nhất Môn. Trên đường phố Thất Tinh Thành sạch sẽ hơn Linh Nhạc Thành nhiều. Những con đường khá lớn đều đủ cho 3-4 cỗ xe đi qua, trải hắn ngọc trắng toát, còn khắc cả hình vẽ. Càng khiến gã kinh ngạc là bên ngoài nhiều phường thị ở Thất Tinh Thành đều có tầng tầng màn sáng các màu, hiển nhiên có bố trí cấm chế. Trên một màn sáng lục sắc lấp lánh ba đại tự do linh quang ngưng thành, khai dương các, thủ đoạn dùng dụng linh quang ngưng thành chiêu bài trong cấm chế này thập phần thần kỳ, Ngụy Sách lần đầu tiên thấy thì cực kỳ hâm mộ. Đứng ở một góc đường ngoài truyền tống pháp trận, ngắm nghía Thất Tinh Thành hồi lâu, Ngụy Sách theo Hàn Vi Vi đi ngang hai ngọn núi, qua cây cầu đá trắng dài cả nghìn trượng, đến một phường thị rực hoàng quang. Qua hoàng sắc quang cháo, thấy phường thị bên trong như miếu tự có một tòa điện vũ thập phần hùng vĩ, gồm chừng 5-6 gian, gã bất giác cười khổ. Từ khi Chu Tiếu Xuân đột phá đến Chu Thiên Cảnh nhất trọng, bất ngờ xảy ra với gã trong 20 mấy ngày nay quá nhiều. Hôm đến gặp nhưng Hàn Vi Vi không có nhà, về đến chỗ ở thiên cấp thì gã thấy Chân Sùng Minh ngượng ngùng hỏi là chỗ ở thiên cấp này có địa hỏa lô phòng, có thể cho gã sử dụng không? Ngụy Sách đương nhiên kinh ngạc, hỏi Chân Sùng Minh mượn địa hỏa lô phòng làm gì? Kết quả Chân Sùng Minh gãi đầu nói y đã chuẩn bị xong nguyên liệu luyện chế Linh Dương Đơn, theo y tính toán, luyện xong mẻ này rồi luyện hóa thì y sẽ đột phá đến tu vi Chu Thiên Cảnh nhất trọng. Ngụy Sách nghe xong thì càng kinh ngạc. Linh Dương Đơn, đơn dược dùng yêu đơn tam cấp yêu thú luyện chế thành, cũng như Kim Linh Đơn, cả lượng linh khí cũng tương tự. Khác biệt duy nhất là yêu đơn mà Linh Dương Đơn cần thuộc nhóm tạp đơn, phẩm chất kém nhất trong số yêu đơn tam cấp yêu thú. Nói cho đơn giản, Linh Dương Đơn tương đương với tận dụng phế vật, tận dụng những yêu đơn quá kém, không cách nào sử dụng được nữa. Vì giá của chủ dược không cao, nên nguyên liệu luyện chế Linh Dương Đơn có công hiệu ngang với Kim Linh Đơn chỉ chừng 60 viên hạ phẩm linh thạch, còn giá một viên Kim Linh Đơn 110 viên. Theo lý, đơn dược này phải được hoan nghênh hơn Kim Linh Đơn, ít nhất cũng lấy mất một phần lớn thị trường của Kim Linh Đơn, nhưng Linh Dương Đơn lại rất hiếm thấy. Không phải vì không đủ tạp đơn mà nguyên nhân là dược lực để bổ sung cho tạp đơn, nguyên liệu phụ trợ của Linh Dương Đơn nhiều hơn Kim Linh Đơn, tuy giá trị đều không cao, nhưng quá trình luyện chế khắc lại rất phức tạp. Luyện đơn sư thường không thích luyện chế đơn dược này, dù luyện được nhưng vì tốn thời gian, hiệu suất thành phế đơn cao, giá bán Linh Dương Đơn cũng không rẻ hơn Kim Linh Đơn bao nhiêu, tu sĩ chi bằng mua luôn Kim Linh Đơn. Bạn đang xem Tán Tu Chi Vương được đọc tại kênh YouTube Recap Phim. Đương nhiên cũng có tán tu cấp thấp có công thức Linh Dương Đơn, cũng tự luyện chế vì dùng Linh Dương Đơn tu luyện sẽ bớt được nhiều linh thạch, tương đương với chỉ bỏ ra 60 viên hạ phẩm linh thạch nhưng có thể đạt đến hiệu quả tu luyện ngang bằng 80 viên mà chỉ mất chút thời gian luyện đơn. Đối với địa giai tán tu như Ngụy Sách trước kỳ thì thời gian không phải là vấn đề, quan trọng là không kiếm được linh thạch nên bớt được viên nào là phải tìm cách bớt cho bằng được. Vì luyện chế phức tạp, theo cách nói của tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục, chia luyện đơn sư từ cao đến thấp thành cửu phẩm, chỉ luyện đơn sư tam phẩm trở lên mới có thể luyện chế Linh Dương Đơn. Có thể luyện chế được địa cấp đơn dược như Hợp Hư Đơn, Cơ Nhã được tu sĩ tại Linh Nhạc Thành coi là luyện đơn sư lục phẩm trở lên. Người gần như lũng đoạn việc cung ứng đơn dược ở Linh Nhạc Thành mới là lục phẩm. Ngụy Sách cho rằng kẻ ngốc như Chân Sùng Minh đạt đến tam phẩm thì thật quá hoang đường, gã cho rằng mình luyện ngần ấy Bổ Thiên Đơn và Bồi Yêu Dịch thì cũng chỉ đạt hơn lưỡng phẩm một tí chữ chưa tới tam phẩm, nên gã tỏ vẻ không tin, bảo Chân Sùng Minh đừng có đùa, ngươi luyện được Linh Dương Đơn. Gã càng không tin nổi vì Chân Sùng Minh gật đầu thập phần khẳng định rằng trước đây y đã luyện mấy viên rồi, từ thần hải cảnh tứ trọng đạt tới ngũ trọng là dựa vào Linh Dương Đơn. Gã lập tức thu dọn rồi cho tiểu đệ tứ chi phát triển, đầu óc giản đơn nào vào địa hỏa lô. Khiến gã không tin được là Chân Sùng Minh luyện thành công 3 viên Linh Dương Đơn ngay trước mắt gã. Liên tục 3 viên đều thành công, căn bản không thể dùng vận khí mà giải thích được. Một là Chân Sùng Minh trước đó từng luyện chế vô số Linh Dương Đơn, cực kỳ thuần thục rồi, thứ hai là như Ngụy Sách luyện phù, rất có thiên phú. Tu sĩ như Chân Sùng Minh đương nhiên trước đó không thể luyện nhiều Linh Dương Đơn, y nói với Ngụy Sách là y đã luyện mấy chục viên, nếu không có gì sơ sẩy thì xác suất thành công đạt đến 8 thành trở lên, luyện chế Linh Dương Đơn khẳng định chỉ có lợi. Tiểu tử đầu óc đơn giản này khi kiếm linh thạch lại không ngốc, có thiên phú luyện đơn không tệ. Không chỉ gã tắt tiếng, cả Lục Bào lão đầu cũng tắt tiếng. Tiếp đó, Hàn Vi Vi lại mang đến một cái tin bất ngờ. Nàng ta nói rằng tại Thất Tinh Thành đã thấy Nam Cung Vũ Tinh và Lý Hồng Lân vui vẻ đi cùng nhau. Hàn Vi Vi vì lần đó đột nhiên xuất hiện Hồi Chân Đơn nên bám theo một tu sĩ đến Thất Tinh Thành. Mấy hôm đó, Linh Nhạc Thành xuất hiện đơn dược có tác dụng như Hồi Khí Đơn, có thể giúp tu sĩ nhanh chóng hồi phục chân nguyên nhưng giá thấp hơn Hồi Khí Đơn của Chân Bảo Các một chút. Việc đó là đả kích rất lớn đến Chân Bảo Các. Hôm đó Hàn Vi Vi đang ở tán tu tập thị ngoài Linh Nhạc Thành, thấy tu sĩ đó bán 500 viên Hồi Chân Đơn, thì lén bám theo về tận Thất Tinh Thành, định tìm ra manh mối, nhưng không ngờ lại thấy Nam Cung Vũ Tinh và Lý Hồng Lân. Tin này khiến gã không dám tin, gã hiểu rõ Nam Cung Vũ Tinh luôn rất căm ghét Lý Hồng Lân. Tính toán một lúc rồi cùng Lục Bào lão đầu bàn luận, Ngụy Sách thử để Chân Sùng Minh luyện chế Bổ Thiên Đơn, kết quả khiến gã há miệng là Chân Sùng Minh được gã chỉ đạo, chỉ luyện vài viên là xác suất thành công đạt hơn 6 phần. Có lẽ vì đầu óc đơn giản, không cần nghĩ ngợi gì linh tinh nên càng chuyên chú vào luyện đơn hơn tu sĩ tầm thường, còn vì thiên phú gì khác nữa không thì Ngụy Sách không tìm ra. Tiếp đó, Ngụy Sách đem số Kim Linh Đơn còn lại cho Chân Sùng Minh để y đột phá đến Chu Thiên cảnh nhất trọng, đoạn gã để Chân Sùng Minh chuyên môn luyện chế Bổ Thiên Đơn. Mọi dược dịch đã được Ngụy Sách điều chế xong, trừ yêu đơn thanh giáp trùng ra, Chân Sùng Minh không thể biết được công thức luyện Bổ Thiên Đơn. Quan sát liền mấy ngày, Chân Sùng Minh dị thường cảm kích việc gã cho y Kim Linh Đơn nên không nghĩ gì nhiều, một lòng giúp gã luyện đơn. Mỗi ngày luyện được không ít viên Bổ Thiên Đơn. Nhưng Ngụy Sách vẫn chưa yên tâm, trừ nói với Chân Sùng Minh rằng Bổ Thiên Đơn chỉ phối hợp với công pháp của gã mới có thể sử dụng, tu sĩ khác sử dụng sẽ gặp tác dụng phụ cực kỳ bất lợi, còn bảo Chân Sùng Minh gom cả phế đơn lại, rồi căn cứ vào số lượng Chu Tiếu Xuân mua yêu đơn thanh giáp trùng là biết Chân Sùng Minh có lấy trộm viên nào hay không. Như vậy dù không cần bế quan, cũng có người giúp gã luyện chế Bổ Thiên Đơn. Gã liền ra khỏi nơi ở, định đến gặp Nam Cung Vũ Tinh xem thật ra là chuyện gì. Nhưng 2 lần Hàn Vi Vi nghe ngóng giúp gã, Nam Cung Vũ Tinh cũng đã về Linh Nhạc Thành, nhưng lúc gã đến thì nàng đã đi khỏi. 20 mấy ngày nay không thấy Nam Cung Vũ Tinh. Ngụy Sách buồn bực chờ đợi tin về Nam Cung Vũ Tinh, vừa chuẩn bị những thứ để tu luyện. Về phía Cơ Nhã, Ngụy Sách một là chưa có thời gian cân nhắc cách xử lý, hai là nàng ta bế quan nghiên cứu công thức nào đó, nên tạm thời chưa thể gặp mặt. Hôm nay gã đến Thất Tinh Thành vốn chưa bao giờ đặt chân tới vì được điếm chủ Cửu Đình trai Mộ Dung Thần cho biết Thất Tinh Thành Linh Bảo Phường tổ chức phách mại hội cỡ lớn, có đấu giá cả địa đồ hoàn chỉnh về mấy nơi bên ngoài thiên khung, trong đó có địa đồ khu vực Đoạn Long Nhai mà gã cần. Mục tiêu tới đây của gã là Kim Ban Sâm rất có khả năng tồn tại ở Đoạn Long Nhai. Tu luyện nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp ải đột phá phân niệm cảnh, từ Chu Thiên cảnh đột phá đến phân niệm cảnh là cửa ải cực lớn của tu sĩ, không ít người không qua nổi, chỉ khi có linh dược đó, đột phá đến phân niệm cảnh mới an toàn. Nếu lần này thuận lợi có được địa đồ Đoạn Long Nhai, lấy được Kim Ban Sâm thì Ngụy Sách sẽ đi xa, đến Tây Phượng Thành một chuyến, giao yêu đơn xích dược viêm ma cho tô nữ của Kim Bà Bà. Theo lời Kim Bà Bà, nhận được thù lao 20 vạn viên hạ phẩm linh thạch thì gã có thể lại bế quan, xung kích Chu Thiên cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng. Ngụy Sách giao cho Hàn Vi Vi hơn 20 món bán linh giai pháp khí phòng ngự và 10 mấy món pháp khí tiến công bán linh giai đều đã bán xong, trừ 7 nạp bảo nang khá cao cấp thì mọi nạp bảo nang còn lại cũng ngầm nhờ nàng ta bán qua Chân Bảo Các. Những thứ đó mang lại cho gã 13 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Địa đồ hoàn chỉnh mỗi khu vực bên ngoài thiên khung tối đa mấy nghìn linh thạch, trừ địa đồ Đoạn Long Nhai ra, gã có thể thuận tiện xem có thứ gì tốt lành trong phách mại hội có thể đề thăng thực lực và tu vi chăng. Vừa tính toán vừa nhìn quanh một chốc, Linh Bảo Phường chìm trong hoàng sắc quang cháo hiện ra trước mắt Ngụy Sách cùng Hàn Vi Vi. Trên bãi đất trống trước quảng trường lát gạch không rõ xây bằng thứ gì, trông vào vàng chóe, mỗi viên 2 thước rưỡi đều có tiêu ký Linh Bảo Phường. Quanh quảng trường, nhiều tu sĩ đã mở gian hàng, càng tô điểm thêm khí thế cho phách mại hội, không biết có bán vật gã cần không. Gã nhận ra, so với Linh Nhạc Thành, Thất Tinh Thành có quy mô lớn hơn nên số lượng phường thị cũng gấp đôi. Là một trong những phường thị quy mô nhất Thất Tinh Thành, nổi danh vì pháp khí cao cấp, Linh Bảo Phường cử hành đại hình phách mại hội, quy mô và không khí hơn nhiều mọi phách mại hội Ngụy Sách từng tham gia. Còn chừng nửa canh giờ nữa, phách mại hội của Linh Bảo Phường sẽ bắt đầu, nhưng các tu đạo giả tụ tập trên quảng trường đã chừng hơn 300-400. Các tu đạo giả cũng tụ tập lại, có người hào hứng đi xem mọi gian hàng các tu sĩ khác bày dưới đất, không ít tu đạo giả ăn vận khác hẳn tu sĩ Linh Nhạc Thành, Lạc Nguyệt Thành, xem ra từ những nơi xa xôi hơn đến tham gia đại hình phách mại hội. Ngụy Sách dùng vọng khí thuật nhìn một lượt, phát hiện đẳng cấp các tu sĩ này cao hơn nhiều ở Linh Nhạc Thành phách mại hội, tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng, chu thiên cảnh nhất trọng rất nhiều, tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng trở lên cũng không ít. Còn đang do dự nên đi xem trong các gian hàng có gì hay ho không hay là vào thẳng bên trong thì tiếng động khác lạ vang lên từ góc đông quảng trường. Ngụy Sách ngoái lại tức thì kêu lên, chà! Một man thú to lớn từ từ đi vào, man thú này lớn ngang với căn nhà đá trước kia của gã, toàn thân xanh mướt, trông như trâu nhưng trên đầu chỉ có một cái sừng màu trắng, toàn thân vằn gợn như sóng nước. Ngũ cấp cao giai thủy hệ yêu thú Thủy Văn Thanh Ngưu. Ngũ cấp cao giai yêu thú, đơn đả độc đấu có thực lực không thua tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng. Thật ra nhiều yêu thú ngũ cấp trở lên tuy bị tu sĩ thần hải cảnh giết chết, nhưng phần lớn là các tu sĩ dựa vào ưu thế nhân số, kiến giết voi. Thủy Văn Thanh Ngưu trông rất hiền lành nhưng tính cách cực kỳ hung hãn tàn bạo, không khác gì Vệ Tâm Trùng. Trên lưng Thủy Văn Thanh Ngưu đặt một chiếc ghế như yên ngựa trải da cừu, một nữ tu diễm lệ mặc áo kim loại màu vàng ngồi trên đó. Mái tóc dài của nữ tu hơi cuốn lên, ánh màu đỏ sậm, gương mặt trái xoan, dung mạo xuất chúng, đôi mắt to sáng cực kỳ lay động lòng người, mỗi khi đảo mắt không khác nào nước mắt sắp chảy ra, quyến rũ kinh nhân. Bắt mắt nhất là tấm áo kim loại màu vàng của nữ tu này tựa hồ hơi ngắn quá. Tấm áo này chỉ che kín 2 chỗ nhô cao trên ngực, còn tay, lưng và thậm chí phần lớn làn da trắng nõn của vòng eo đều lộ ra ngoài. Hơn nữa tấm áo kim loại không rõ ràng từ tinh kim gì mà lấp lánh quang hoa, không khác hoa văn, chỉ như thế thôi cũng khiến ai nhìn nữ tu diễm lệ này được phun máu mũi. Cái váy da ren của nàng ta ngắn không thể ngắn hơn, cặp chân dài trắng lắc lư theo nhịp rung của man thú, nàng ta đi giày da đỏ cao cấp. Dưới ánh nắng sớm, cảnh tượng này thật sự là mỹ nữ và dã thú. Đừng nói Ngụy Sách chưa hiểu việc đời nhiều, cả Hàn Vi Vi nhất thời cũng há hốc miệng. Hai vị không biết Tâm Hữu Lan. Ngụy Sách nhìn chăm chăm nữ tu ăn mặt không lấy gì làm kín đáo thì sau lưng chợt vang lên giọng nói khe khẽ. Nữ tử này tên Tâm Hữu Lan, tên lạ thế. Ngụy Sách ngoái lại thấy một hoàng sam thiếu niên trẻ tuổi nhưng tướng mạo bình thường. Thế nào? Gã hơi kinh ngạc hỏi thiếu niên lạ mặt này. Hoàng sam thiếu niên trông bình thường này có ý tốt giải thích, nữ tử này là đệ tử Vạn Thọ Thành Linh Thú Cung, tên Tâm Hữu Lan, là thiên phú kim linh căn tu sĩ, còn trẻ đã đột phá đến tu vi chu thiên cảnh tứ trọng, cực kỳ được Linh Thú Cung trọng thị. Xưa nay nàng ta ăn vận vẫn thế, nhưng tạo cho người ta cảm giác là đãng vụ mê hoặc được nhiều tu sĩ đế quên cả thân mình. Nhưng trước giờ tu sĩ nào bị quyến rũ, tìm mọi cách cho nàng ta vui là bị nàng ta dùng thủ đoạn trừng trị đích đáng. Nhìn như huynh đài ban nãy, chưa biết chừng đã bị nàng ta nhớ mặt, sẽ rất phiền hà. Hơn tháng trước có tu sĩ cải trang đi qua lưng man thủ, ném nhòn trộm bên dưới tà váy, bị nàng ta chú ý nên sau đó y ra theo, cùng đi săn yêu thú lại bị phá hỏng một mắt. Chà, tự ăn mặc như thế nhưng lại không cho người khác nhìn, Ngụy Sách kêu lên, liếc qua thấy ngay cơ hồ tuyệt đại đa số nam tu không những không ham hố nhìn mà đều biến hẳn sắc mặt, chỉ muốn tránh đi. Kêu thì kêu, được hoàng sam tu sĩ trẻ tuổi tốt bụng nhắc nhở, Ngụy Sách không dám nhìn nữ tu ăn mặc hở hang, có vẻ cố ý câu dẫn người khác nữa. Thiên phú kim linh căn hiếm có, tu vi chu thiên cảnh tứ trọng, Ngụy Sách hiện tại không sợ bởi gã là song linh căn tu sĩ, được Lục Bảo lão đầu trợ giúp, chắc chắn sẽ vượt qua mỹ nữ cưỡi man thú, có điều bối cảnh của mỹ nữ thì tạm thời gã không chạm vào được. Vạn Thọ Thành cùng nằm ở phía nam Thiên Huyền Đại Lục, chỉ cách Thất Tinh Thành 2 tòa tu sĩ chi thành, tu sĩ tầm thường nhắc đến Vạn Thọ Thành đều gọi là Vạn Thú Thành. Mấy tông môn trong Vạn Thọ Thành đều có thuật nuôi dưỡng yêu thú, vì thế mọi phường thị ở Vạn Thọ Thành đều bán các nguyên liệu chuyên dụng ngự thú, nuôi dưỡng yêu thú, lâu dần những tu sĩ nuôi yêu thú đều thích định cư ở đây, nên Vạn Thọ Thành thường thấy tu sĩ mang theo yêu thú đi lại ngoài đường. Linh Thú Cung là tông môn lớn nhất thống trị Vạn Thọ Thành, nghe nói từ mấy chục năm chi trước đã có nhân vật tu vi kim đơn xuất hiện, thực lực còn trên cả Thiên Nhất Môn, ngang với Minh Tiêu Thành, Ngưu Tiêu Tông. Linh Thú Cung thống trị Vạn Thọ Thành không chặt chẽ, thường nửa nhắm nửa mở với các tu sĩ giao đấu trong thành, có điều phá hỏng công trình nào là phải bồi thường một lượng nhất định linh thạch, khôi phục nguyên dạng là xong. Phong cách của Vạn Thọ Thành đặc biệt nhất phía nam Thiên Huyền Đại Lục, kinh nghiệm đấu pháp của tu sĩ ở đây cao hơn những nơi khác nhiều. Ta thấy cũng đáng kiếp, ai bảo chúng đều dâm dục. Nghe hoàng sam thiếu niên nói vậy, lại thấy Ngụy Sách chịu phép hắn, Hàn Vi Vi trợn tròng trắng, hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi học theo đi. Ngụy Sách cố ý hừ một tiếng, xem người ăn mặc bốc lửa như thế, xem ngươi kìa, đúng là nhà quê. Phi, ngươi mấy nhà quê. Trong lúc cả hai tranh hơi, mỹ nữ và dã thú đã đi đến trước màn sáng màu vàng của Linh Bảo Phường. Đối diện với cặp đùi trắng ngần, người Linh Bảo Phường tựa hồ đã quen, liền có hai đệ tử mặc áp gấm màu tràm cung kính bước lên đón Tâm Hữu Lan vào trong. Thủy Văn Thanh Ngưu cũng đã quen, vòng ra sau Linh Bảo Phường, không rõ đi đâu. Xem ra hai vị đến tham gia phách mại hội. Thấy thân ảnh Tâm Hữu Lan tan biến trong hoàng sắc quang mạc, Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi lòng hẳn người, tại hạ Trương Phong Dực, là tu sĩ Lạc Nguyệt Thành, không biết hai vị xưng hô thế nào. Đối với Ngụy Sách cùng Hàn Vi Vi, Hoàng Sam thiếu niên không xưng hô là tiền bối vì y đã đặt tu sĩ Chu Thiên Cảnh lưỡng trọng, còn Ngụy Sách dùng tiềm ẩn quyết ẩn giấu nhất trọng tu vi. Tại hạ Quý Lý, tu sĩ Linh Nhạc Thành, đến đây tham gia phách mại hội. Ngụy Sách nhìn Hoàng Sam thiếu niên rồi bịa ra một cái tên, tại hạ tên Ngụy Nhã. Ngụy Sách trợn ngược tròng trắng vì Hàn Vi Vi dùng luôn họ của gã. Trương Phong Dực, gần đó đột nhiên có một thanh sam tu sĩ vẫy tay với Hoàng Sam tu sĩ, xem ra y đã nói tên thật. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Recap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.